Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay mình giới thiệu với quý vị và các bạn gốc gỗ lũa đẹp tuyệt trần gian, chiều cao 2x2, chiều ngang 1m8. Mình làm nghề nay đã gần 40 năm mới thấy gốc thành đẹp, đẹp trên cả tuyệt vời, nhìn trực diện giống con phượng hoàng lửa vậy. Còn mặt sau nhìn thấy trên nên mình điêu khắc ra hình cô gái cho cá ăn. Cá lớn quá thành rồng, gọi là tác phẩm cá chép quá thành rồng, mang ý nghĩa đột phá và phát triển, nên thích hợp với những thương gia, thương nhân, những bạn yêu thích gỗ lũa mỹ nghệ, xin đến nhận. Số 0987010458 điêu khắc Hoàng Tấn xin kính mời.